phẩm ở trong cái hình bi D3 này, một trong những hình bi không quá thử thách. Xin chào anh Nguyễn Đình Cảnh, xin chào anh Hưng Lê, xin chào anh Lê Trương, xin chào anh Trần Phú Doãn. Như vậy là anh Cẩm không đánh 5 băng mà thực hiện một pha cúp vào dậu. Nhưng quả bi vàng xém tí nữa là liếm được quả bi đỏ rồi. Rồi xin chào anh Nguyễn Đình Cảnh nha. Xin chào anh Lê Ngọc Tân. Vâng, xin chào anh Luân Nguyễn, xin chào anh Nguyễn Sơn Bình Dương, xin chào anh Chelsea Dừa. Xin chào anh Ni Ngô. Vâng, tiếp tục là một điểm nữa nhưng lần này có một pha giơ tay. Ở trong câu lạc bộ là chặt tay rồi. Xin chào anh Mr. L, xin chào anh Hưng Nguyễn. Xin chào anh Ngô Đăng Phú. Vâng, chúc gửi đi chúc sức khỏe đối với tất cả quý vị. Xin chào anh Lê Phước Trọng, xin chào anh Tuấn Hồ, xin chào anh Trần Nhân. Chúng ta cũng hy vọng, với việc là chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta cũng kỳ vọng là anh Cẩm ở trận đấu ngày hôm nay có thêm được nhiều may mắn nữa. Muốn vượt qua đối thủ thì cũng phải cần có may mắn. Nhưng mà nếu như không cần có may mắn thì cũng hy vọng là không có bị đen. Sợ nhất là đen bi thôi, đen bi dễ bị sồi lắm. Sồi là đi bụi liền. Vâng, 2 điểm dành cho anh Cẩm. Bắt đầu thấy thơm bơ rồi. Vâng, xin chào anh Thiên Thiên 88. Vâng, em hy vọng là có dịp sẽ được giao lưu với anh. Xin chào anh Hùng Voi nha. Chờ đợi đến phần giải lao thì em sẽ gửi lời chào đến với từng quý vị anh chị em ở trên cả 2 các nền tảng. Như vậy là chỉ có 4 điểm ở trong lượt cơ đầu tiên của Mã Minh Cẩm. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý này, một pha xử lý mà hơi khó trong việc đặt ngọn, bỏ không thoải mái. Lượt cơ đầu tiên của Shindaegon, thành tích tốt nhất của Shindaegon ở ở PBA Tour chỉ là bán kết thôi. Một cú múa 5 băng lớn lực của Shindaegon, không có điểm dành cho tay cờ nước chủ nhà. Ra một hình bi mà mình cẩm có thể bảo dạng chơi A vàng được, nhưng không dễ để có 2 điểm khi mà quả bi đỏ nằm ở biển khơi như thế này. Một tình huống cúp vàng chứ, đó là một pha đánh xuyên táo của Mã Minh Cẩm. Chính xác rồi, một cú đánh 2 dao của Mã Minh Cẩm. Vâng, chúng ta vừa xem lại pha ghi điểm của Mã Minh Cẩm. Nhiều anh chị em nói rằng là tay cờ Shindaegon là chí tài. Đúng vậy, rất giống chí tài. Điểm số thứ hai dành cho Mã Minh Cẩm. Thưa quý vị, chúng ta đang xem vòng đấu 16 giữa hai tay cờ Mã Minh Cẩm và Shindaegon. Có điểm dành cho Mã Minh Cẩm. Và xử lý tứ băng ngắn tuyệt vời của Minh Cẩm. Tổng điểm số là 7 điểm. Ra một hình bi chạm dài dành cho bạn Minh Cẩm. Có lẽ là một cú đánh 3 băng trực tiếp hay là 5 băng đây. Một cú đánh 5 băng. Không có điểm dành cho bạn Minh Cẩm. Rất đáng tiếc.
và xử lý mỏng êm, nhưng vẫn chưa đủ mỏng để ghi điểm ở băng dài. Và lại mục tiêu mà mình cầm đó là phải ghi điểm đến từ băng ngắn. Một cú đánh hai gãy của Shin, nhưng vừa lại không có điểm dành cho Taker Shin. Điểm số đang là 7 điểm và bây giờ đến là lượt cơ thứ ba của Mã Minh Cẩm. Mọi thứ chỉ mới là ở set đấu đầu tiên thôi, cho dù Mã Minh Cẩm có giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên thì chúng ta cũng chưa có thể nói lên được điều gì cả. Một pha xử lý C đi ra không thành công của Mã Minh Cẩm. Có lẽ Mã Minh Cẩm hướng đến việc quả bi đỏ lòn ra qua khỏi khe hở của quả bi mục tiêu. Điểm đầu tiên dành cho Shinkai. Liệu có điểm số thứ hai không? Có nhúc nhích. Điểm số thứ hai dành cho Syndicon. Chúng ta cùng xem lại pha lúc lắc này của quả bi vàng với quả bi đỏ. Một chút may mắn dành cho Syndicon. Và nó mở ra một hình bi khá đẹp dành cho Syn. Lần này thì cái lưỡi đã bị thụt vào trong rồi, không có điểm dành cho Tiger nước chủ nhà. Vâng, thời tới rồi, hai điểm không? Mình thấy một cái hình hai điểm khá là thơm mơ thưa quý vị. Một cú đánh BD ngắn dài dài. Vâng, trọng tài đã giơ tay thẳng luôn. Và đó là hai điểm dành cho Mã Minh Cẩm của chúng ta. Vâng, một pha xử lý chuẩn xác của Mã Minh Cẩm và chúng ta cũng không quên cảm ơn trọng tài đã có một sự quan sát kỹ lưỡng trong pha ghi điểm vừa rồi. Tổng điểm số là 9 điểm, một cú đánh lăn đỏ được đưa ra. Và đó là một cú đánh lăn đi vào tim em của anh Cẩm, hết sảy cơ mà bảy. Và đánh lăn thường có hai kết quả, một là đi vào lòng người, hai là đi vô ghế hoặc là đi vô quầy. Một cú đánh gãy nhưng pha chạm đỏ hơi dày, nhưng 3 điểm tiếp tục giúp cho Mã Minh Cẩm nới rộng cách biệt điểm số lên đến 8 điểm. Tiếng hơi nhỏ, sorry anh. Để em chỉnh cái này xuống cho nó tiếng nó to hơn một tí. Không có điểm dành cho Syndergaard, anh nhập cuộc hơi chậm. Và hy vọng là tay cơ này cũng tiếp tục chậm ở set đấu thứ hai và set đấu thứ ba. Một pha kẹp nách đỏ. Không có điểm dành cho anh Cẩm. Hai chà chà.
Một cú đánh nhẹ lực làm cho quả bi trắng chưa đủ tạo ra một tia trúng trên băng dài. Quả bi chưa thể tách đủ mạnh, phải thêm một chút lực nữa có lẽ sẽ có điểm dành cho Mã Minh Cẩm. Cơ hội dành cho Sindicon, nếu mà hụt nữa thì cho thua non luôn cũng được. Nếu Ân là trọng tài thì sẽ cho phép cơ thủ thua non, nên chính vì vậy Ân đâu có được làm trọng tài đâu, ngồi đây bình luận. Thật sự để làm trọng tài ở những trận đấu như thế này, nó đòi hỏi các trọng tài phải căng sức và nhìn vào những hình bi. Chỉ cần một sơ suất thôi có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của trận đấu. Và ở mùa giải thứ hai, mình nhớ không lầm mình đã từng báo với lại bên phía PBA rằng là tổ trọng tài đã có một tình huống mắc lỗi nhưng không ai nhận ra. Một cái lỗi có thể nói là rất lớn luôn, nhưng không ai nhận ra đó là trọng tài đã xếp lại một hình bi cho set đấu thứ hai. Không phải, khi mà một tình huống là như là quả bi bay ra văng ra ngoài, và khi trọng tài xếp hình bi đề ba thì lại xếp hình bi sai với lại cái bộ số bút thăm. Và chính trọng tài và ban tổ chức cũng không quan sát được, và ngay cả cơ thủ cũng không quan sát được. Và sau này, sau khi kết thúc trận đấu thì mình mới quay video và mình gửi lại cho bên phía PBA. Nhưng rất may là cái lỗi đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Một cú đánh ghi 2 điểm của Mã Minh Cẩm. Hết sảy còn chú 7 rồi. Một cú A nữa. Vâng, đó là một cú đánh ghi 2 điểm của Mã Minh Cẩm. Hai pha bank shot liên tiếp. Và set point là một hình bi sườn 50. Nhưng phải hết sức kỹ lưỡng mới có điểm. Vâng, tiếp tục là một điểm nữa dành cho Mã Minh Cẩm để có được set thắng đầu tiên. Liệu tay cờ này có tung ra một cú đánh 5 băng hay là một pha xử lý tương tự như Mã Minh Cẩm ở set đấu đầu tiên? Và các fan của Việt Nam có lẽ đã có được thứ mình muốn ở set đấu đầu tiên rồi. Đó là chiến thắng ở set 1 dành cho Mã Minh Cẩm. Không có điểm dành cho Sin. Sin đã chọn giải pháp 5 băng đỏ. À, con mèo là máu mão, ok. Điểm dành cho bà Minh Cẩm. Mã Minh Cẩm tiếp tục có điểm trước đối thủ ở trong set đấu thứ hai. Một pha xử lý 3 băng dài. Chưa thấy hụt đâu cả. Hai điểm rồi. Vậy điểm số thứ ba mà Minh Cẩm sẽ giải quyết như thế nào? 5 băng thì hơi nặng. Và thậm chí đỏ sẽ đá. Có lẽ là một pha cúp hai cái ngắn hay là một cú sổ, đó là một cú đánh sổ. Trời ơi trời, cũng là một pha sổ bằng tạo ra một góc trúng lớn của Minh Cẩm, quá hay.
Một cú đánh A, 2 điểm rồi, hết sảy luôn con chú bảy luôn anh Cẩm ơi. Chúng ta đã được thấy 3 cú đánh A của Mạc Minh Cẩm. Không, chính xác là đây là cú đánh thứ tư rồi. Và anh Cẩm mang về cho mình đến 8 điểm luôn. 2 điểm trong set đấu này và 6 điểm ở set đấu trước. Rất nhiều sự an tâm trong pha xử lý của anh Cẩm. Và một pha xử lý mỏng đỏ quá hay của anh Cẩm. Và anh đã đi về chỗ. Những 5 điểm, thứ mà chúng ta muốn có lẽ là khá là an lòng với một số anh em. Phải chăng đó là một cú cưa 3 cái dài của anh Cẩm? Nhưng rất may là không chạm được đỏ để đẩy Syndergaard vào một mảng bê tông lớn. Không phá thì đã đè cho chết. Một cú múa quá phức tạp của tay cờ Syndergaard. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý này của Syndergaard. Tiếp tục là một pha ghi điểm chuẩn xác luôn của anh Cẩm. Một pha kẹp nách, nhức cái nách của anh Cẩm. Hình bì đó, đây là một hình bì tuy có thể chạm được vào dài nhưng thật sự nó là một hình bì chơi vơi khi mà bị đỏ nằm giữa bàn thưa quý vị. Và pha ghi điểm vừa rồi cho thấy một sự an tâm đến từ Mạc Minh Cẩm. Không chạm được đỏ, trời ơi. Dù sao thì đó cũng là một tình huống xử lý gần chính xác của Mạc Minh Cẩm. Trái bi vừa rồi cần phải chạm 1/4 trái bi. Nếu mà chạm siêu mỏng thì cũng đi vào ghế thôi. Chúng ta cùng xem lại một cú múa vào dài này của Mạc Minh Cẩm. Quả bi đúng là nó hơi lạng một tí sau khi chạm vào ngắn. Quân bi super sườn của Syndergaard. Trái bi này lòn cho nguyên con bò. Điểm đầu tiên dành cho Syndergaard. Nếu xui bi thì ra hình bi xấu. Nó ra một hình bi nhiều khả năng Syndergaard sẽ hướng đến một cú A. Một cú A lớn lực chắc tay của Syndergaard. Ba điểm rồi thưa quý vị. Đây là lượt cưa thứ ba ở set đấu thứ hai. Như vậy là không có điểm số thứ tư dành cho Syndergaard. Và xử lý đạo của Mạc Minh Cẩm nhưng thiếu lực rồi. Và một cú đánh thiên về phòng ngự nhiều hơn.
Trên Huỳnh Minh Đạt là Quốc Nguyên đã bị loại rồi. Một cú đánh của ba của Sinh rất đẹp mắt. Chúng ta cùng xem lại cú đánh của ba này. Dù đã có được set thắng ở set đấu đầu tiên nhưng chúng ta cũng phải dành cho tay cờ Shindaegon một sự tôn trọng nhất định. Và ngay cả ma bên cạnh cũng vậy, đây là một đối thủ khó chơi và chưa đảm bảo được chiến thắng dành cho ma bên cạnh được. Vâng, điểm dành cho Shindaegon, điểm số thứ ba để giúp anh quân bình điểm số ở set đấu thứ hai. Vâng, xin chào em trai Sĩ Ngô nha, lát nữa sẽ gửi lời chào khi giờ giải lao sau khi kết thúc set đấu thứ hai sẽ có giờ giải lao và mình sẽ gửi lời chào đến với quý vị. 6 đều thưa các bạn. Liệu có điểm số dành cho Mà Minh Cẩm không? Vâng, điểm dành cho Mà Minh Cẩm. Vâng, có lẽ là các bạn nhầm rồi, hơi nhầm một chút rồi. Con số, nếu mà con số là Karum vẫn là con số khủng khiếp nhất. Đó là trước, đó là Phương Linh vào chung kết của PBA và con số người đang xem nhiều nhất là 72.000 người đang xem trên toàn bộ các kênh. Số cực lớn. Ở thời điểm hiện tại thì Pool chưa phá được kỷ lục đó đâu. Và nếu như Trần Quý Chiến vào chơi chung kết mà được phát trên nền tảng YouTube như trước đây của Fansix thì chắc chắn là con số nó sẽ là rất lớn. Vì đợt vừa rồi là buộc phải xem qua Africa TV cho nên là hơi khó để mà theo dõi trực tiếp được nên chúng ta cũng không thể so sánh được. Hay quá anh Cẩm ơi. Hai điểm dành cho bạn Minh Cẩm. Điểm số thứ tư dành cho Ma Minh Cẩm thưa quý vị. Ma Minh Cẩm vẫn đang chơi rất ổn định, phải nói như vậy. Ma Minh Cẩm đang chơi rất rất tốt. Chúng ta đang cảm thấy vô cùng an tâm của Ma Minh với phong độ ở trong trận đấu này, ở riêng trong trận đấu này rất ổn định. Vâng, cái gật đầu của Shindaegon nó nói lên được điều được.
điều đó. Có điểm số thứ năm rồi, hết sảy còn chú bảy, tới luôn đi anh ơi. Lúa về rồi, trái bi vàng nằm ở vị trí này thì gốc trúng quá bự rồi. Quá hay, đẩy qua bi vàng qua góc bên kia. Nếu như anh Quyết Chiến mà sang PBA mà vào trận chung kết thì mình chưa biết là con số đó nó lớn cỡ nào. Phương Linh mà đã được 72.000 rồi thì chưa biết là Quyết Chiến được bao nhiêu đây. Rất tiếc là anh Cẩm lại bỏ điểm ở cái hình bi một cái đạn 50. Rất đáng tiếc. Còn 3 điểm nữa. Một pha cài số dè của Syndicon có bị đá không? Vâng, anh đã giơ chân lên rồi. Một pha tạt một xô nước đá vô mặt bất ngờ của Syndicon. Tao có làm mày làm gì mày quái đâu mà. Thế bố nào mày cho bố một xô nước đá. Mất dạy. Một pha né đá không thành công của Syndicon, một hình bi quá đẹp dành cho anh Cẩm. Ôi anh Cẩm đánh má phải của đỏ luôn. Quá xịn sò. 13-6. Vâng, ra một hình bi múa bá lửa luôn. Trời ơi trời. Lũi về anh em ơi. Đập bàn thôi. Quá đã luôn. Tới công chuyện luôn. Thần tài tơi, thần tài tơi. Kết thúc không? Vâng, như vậy là kết thúc rồi. Ba hai cảm ơn. Như vậy là sau 2 set thì Mã Minh Cẩm đã có được chiến thắng và dẫn 2-0. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý tương tự của Mã Minh Cẩm giống như ở set đấu đầu tiên. Xin chào anh Đoàn Lực nha. Mới câu anh đỡ giận em. Lực cơ đầu tiên Mã Minh Cẩm không có điểm. Xin đề còn có điểm không? Như vậy là Syndicon có điểm với một pha xử lý tu dùn gãy ngắn. Xin chào anh Phạm Vũ Lâm. Xin chào anh Lợi Nguyễn. Vâng, chúng ta tạm dừng phần chào hỏi lại để đến với set đấu thứ ba. Cái gì? Bê đơ đỏ hả? Không. Ánh mắt mình lé sao ta? Nhìn sao mà nghĩ rằng là Syndicon sẽ đánh vào ngắn. Điểm dành cho Syndicon. Đúng là mắt có vấn đề rồi. Nhìn không ra hình. 2 điểm dành cho Syndicon. Một pha chạm trắng 5 băng của Sin. Vâng, xin chào anh Nguyễn Hoài Khương. Đã có 3 điểm dành cho Syndicon.
Với hình bi này thì Sinh sẽ hướng đến hai điểm. Một cái chứng giái khủng long nằm ngay góc chậu. Vâng, chính xác rồi. Vâng, em nghĩ là năm sau nếu mà em có cơ hội em sẽ đi đánh vòng một quốc gia. Nó gọi là đi du lịch thôi chứ đánh đấm gì. Quýnh chưa được một chấm nữa đánh đấm gì. Quýnh game thì quýnh được 0.8 thôi. Mà vô quýnh vô địch quốc gia hả? 0.5 chưa được nữa chị đừng có nói. Vâng, thưa anh Thanh Phạm, em cũng đã khẳng định rồi, em nhìn hình kém mà. Tiếp tục là một pha ghi điểm nữa đến từ tay cờ nước chủ nhà. 6 điểm rồi. Syndicom buộc phải giành chiến thắng cả 3 set nếu như muốn có vé đi đến vòng tứ kết. Không có điểm dành cho Sin. Có lẽ là một pha cúp một dài hai gãy của Sin. Cơ hội dành cho Mã Minh Cẩm. Đối thủ đã có một series 6 điểm. Quá hay anh Cẩm ơi. Đối thủ đã tán thưởng cho pha xử lý vừa rồi của Mã Minh Cẩm. Một cú sổ vàng đến từ Mã Minh Cẩm. Trúng ngang hụt chạy. Nhưng anh Cẩm, nhưng anh Cẩm đã có một cú đánh bài chạy. Hai pha xử lý cực kỳ đẹp mắt của Mã Minh Cẩm. Quýnh ướt quần luôn chứ bì. Quýnh cho bì ướt quần luôn à. Có đá. Và không có trúng dành cho Mã Minh Cẩm. Với hai pha ghi điểm vừa rồi và chúng ta vẫn cảm thấy có vẫn cảm nhận được một sự an tâm đến từ Mã Minh Cẩm. Trái bi này đá thì chịu thôi. Cơ hội dành cho Syndicom, một hình bi quá sườn dành cho Syndicom. Cái gì? Miết dậu luôn hả? Rồi vô ghế luôn. Trời ơi, trái bi đã miết dậu mà về gần 40 luôn. Vãi cái chuối trái bi này, chúng ta cùng xem lại. Hồi ơi. Bây giờ cho đánh lại. Quýnh giờ được 40. Quỳ lạy luôn. Vâng thưa quý vị, sau 2 set thì tỷ số là 2-0 nghiêng về Mã Minh Cẩm và chúng ta đang xem ở set đấu thứ 3. Mã Minh Cẩm đang thực hiện lực cơ thứ 3. Một cú đảo đỏ. Phải chăng là một cú đảo đỏ của Mã Minh Cẩm? Không. Đó là một tình huống sổ. Một tình huống sổ. Trời ơi, đẹp quá, má ơi.
Quá đẹp luôn. Ba pha ghi điểm của anh Cẩm đều đi vào lòng người cả. Quýnh ba trái bi cháy hi xê luôn rồi. Cúp đời trái bi. Quá dễ cho anh Cẩm. Một tay cờ rất giỏi về bộ ngắn. 4-6 rồi thưa quý vị. Sindicon đang chịu trận trước những pha xử lý cực hay đến từ tay cờ Mã Minh Cẩm. Nhưng cú đánh này đã không mang về điểm cho Mã Minh Cẩm, một hành vi hơi với và không có được băng thứ ba để ghi điểm. Hôm nay là thứ mấy ta? Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật. Ngày mai chúng ta tha hồ xem tứ kết. Nhưng chúng ta cũng trông đợi việc anh Cẩm phải ghi tên mình vào vòng đấu tứ kết. Phải vượt qua được đối thủ khó chơi này. Xin đây con. Chúng ta cùng xem lại và xử lý này của Sindicon, một cú đánh lớn lực 5 bàn. Có lẽ là anh muốn miết vào cái dậu, nhưng một pha ra cờ quá dày. Một băng hai gãy chạy bi hay là đánh 5 ăn gãy? Có lẽ 5 băng gãy đi. 5 băng gãy. Ui. À được. Hay chơi. Vẫn không. Cái gì? Không, đó là một cú đánh chạm trái chứ không phải là một cú A. Nhưng đây là một pha ghi điểm đẳng cấp của Mã Minh Cẩm. Năm pha ghi điểm mà anh Cẩm đều mang lại những cú đánh đầy nghệ thuật và nói là quá xuất sắc luôn thưa quý vị. Hai điểm dành cho Mã Minh Cẩm. Mà mình cầm càng đánh càng hay. Một trái sổ ướt quần luôn à. Ở trong set đấu thứ ba này chúng ta được thấy hai trái sổ quá dễ sợ của Mà mình cầm. Không có một cú hat-trick về sổ bàn của Mà mình cầm. Năm 2019 mình chơi ở bên câu lạc bộ ở Vũng Tàu, thì có anh Phát Vũng Tàu, anh Phát miệng hơi méo méo một tí á. Anh Phát anh nói, anh kể, anh tâm sự rằng anh cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng mà anh cũng có tâm sự rằng là khi anh Cẩm đi thi đấu giải vô địch quốc gia mà ai gặp anh Cẩm là tay cờ đó quýnh chỉ có khóc thôi. Anh Cẩm có một lối đánh cực kỳ khó chịu, và đặc biệt là những cú đánh ngắn dài ngắn của anh Cẩm với độ sát thương rất là cao, và với những tay cơ mà đánh ngắn dài ngắn hay á, sổ băng hay là túi run mà hay á, thường thì đối thủ ngồi bên ghế kia thì rất dễ bị giật. Và ngày hôm nay chúng ta được thấy ba cú sổ, hai cú sổ quá dễ sợ đến từ Mã Minh Cẩm.
Chắc có lẽ anh Phát cũng đang xem trực tiếp anh Cẩm ở trận đấu này. Vũ Minh Phát. Điểm tiếp tục dành cho Mã Minh Cẩm ở lượt cờ thứ năm. Vâng, kính thưa quý vị, anh Cẩm là người gốc Hoa, bố anh Cẩm là người Hoa, mẹ anh Cẩm là người Việt. Và xin chào anh Sắc Mười nhá, một fan quen thuộc, một fan 3C khá là quen thuộc. Một pha xử lý vào dài quá dễ sợ của anh Cẩm. Cái mặt chạm của anh Cẩm ở trong trận đấu này là quá kinh luôn. Chạm trái nào đẹp trái đó à, cho bị ghê thiệt à, xin lỗi anh em khi mà ân hơi 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 sa đà về việc đánh giá cơ thủ, nó hơi hơi sa đà khen cơ thủ nhiều quá nên anh em hơi cảm thấy khó chịu nên em xin lỗi. Chắc là phải tiết chế lại, trên cặp đánh hay quá. Không biết anh em có thấy như thế nào không chứ trận này anh Cẩm đánh trái bi nào là chạy với bi đó luôn à. Tính sổ trúng nữa để cho anh em sướng rơi người sao. 8 đều rồi. Xin đề con đang cảm thấy nhức mỏi với những pha đấm dính ghế của anh Cẩm. Thiệt chứ. À, xin chào chị Ngọc Bích, bố mẹ anh Cẩm đều là người Hoa. Vâng, chị Ngọc Bích là chị của anh Cẩm à, cảm ơn chị Ngọc Bích rất là nhiều. Điểm dành cho Sindacon. Anh Cẩm đến mùa giải này là mùa giải thứ 5 của mình rồi. Và anh đã quá quen với thể thức của PBA và chính tay cơ Syndicate cũng vậy, cũng là mùa giải thứ năm của tay cơ Syndicate. Nhưng mà bên Cẩm nhỉnh hơn, đó là một chức vô địch của ở PBA ở mùa giải thứ tư. Hai điểm dành cho Syndergaard. Vâng, dù bố mẹ của anh Cẩm là người gốc Hoa 100% thì chúng ta vẫn thấy trên bảng điểm của PBA nó không phải là cờ Trung Quốc mà đó là cờ Việt Nam. Liệu có một cú đánh hai điểm dành cho Sin không? Không có hai điểm. Một cú A thuận đỏ không mang về hai điểm cho Sin, chỉ là cách biệt hai điểm thôi. Nhưng Sin, chúng ta thấy trên khuôn mặt của tay cờ này bắt đầu có một chút sự lo lắng rồi. Anh đặt kỳ vọng mang về hai điểm ở cú đánh này để tạo ra cách biệt điểm số. Quá xịn sò. Tiếp tục là một cú đánh làm mê hoặc lòng người được của anh Cẩm. Trời mẹ ơi. 9 pha ghi điểm mà trong đó mình nghĩ rằng là có đến 8 pha ghi điểm. Hết sảy câu mà 7 rồi. Chín mười. Điểm số đang nghiêng về tay cờ nước chủ nhà, nhưng cách biệt chỉ là một điểm. Và bên Thành Phan có một comment chính xác, đánh như thế này là vào chung kết là xứng đáng. Nhưng hy vọng là anh Cẩm đừng đánh mất mình ở trong trận đấu tứ kết vào ngày mai, nếu như anh được quyền vào tứ kết. Nếu anh được quyền vào tứ kết thì anh vẫn phải chơi với phong hình ảnh này. Và nếu để thua cũng được, không sao cả.
pha xử lý Gare, không có bất kỳ một quả bi nào chạm được vào quả bi vàng. Vâng, xin chào anh Bilias, Bilias Carom Phú Quốc. Lâu quá mới thấy anh comment trên trang. Anh Bilas Carom Phú Quốc là một một fan cuồng 3C. Liệu có điểm dành cho Syndicon không? Vâng, điểm dành cho Syn. 11-9 thưa quý vị. Anh Cẩm cũng là một trong những người tiên phong mà phổ biến môn chơi Carom Bia Ba Băng ở tại Việt Nam. Ở Sài Gòn nói riêng thì câu lạc bộ Vũ Tùng và bây giờ là câu lạc bộ Bà Chiểu. Bây giờ thì cũng là một câu lạc bộ đầu tiên mà có lượng người chơi Ba Băng nở rộ từ đó. Không có điểm số thứ hai dành cho Syndicon. Vâng, anh đặt mục tiêu chạy bi với anh Cẩm ở hình này. Nhưng trước đó là một pha phá bê tông thành công của anh Cẩm. Liệu anh Cẩm có tiếp tục phá cái hình bê tông này không? Cẩm hướng đến một cú múa gãy, không chạm được vào đó. Và ở cú đánh vừa rồi, nếu như chạm đó, chạm vàng 1/4 trái bi, đôi có khi sẽ có điểm. Nhưng tiếc là quả bi vàng đã không chạm được đó. Đó là mục tiêu của Mã Minh Cẩm. Rất tiếc cho tay cờ của Việt Nam chúng ta. Một cú cô ba đi sang ngang đời em rồi. Thưa quý vị, chúng ta đang xem set đấu thứ ba giữa Taker Syndicon và Mã Minh Cẩm ở vòng 16 Taker. Và sau hai set đấu trước, tỷ số là 2-0 nghiêng về Mã Minh Cẩm và chúng ta đang xem ở set đấu thứ ba. Đó, đó không đá vàng một pha xử lý bấu bật của Mã Minh Cẩm. Còn một điểm nữa để Mã Minh Cẩm quân bình điểm số, nhưng có lẽ mục tiêu của Mã Minh Cẩm ở trong lượt cơ thứ 8 này là đủ tiền. Trận đấu diễn ra vào lúc 6 giờ tối và bây giờ là 7 giờ 3 phút tối rồi. Rồi. Cảm ơn anh chàng đỏ. Anh chàng đỏ đã không đá trắng ở trong cú đánh vừa rồi. Quá ghê với trái bị đỏ. Thưa quý vị, điểm số là 11 đều ở set đấu thứ ba. Còn 4 điểm nữa. Chỉ 4 điểm nữa thôi. Quá xịn sò. Hết nói nổi rồi. Anh Cẩm chưa cho thấy mình chệch choạc ở trong trận đấu này. Cả ba set đấu anh đều chơi cực kỳ thăng hoa luôn. Hết nước chấm rồi.
kéo đỏ ba bằng con. Một hình bị sở trường của tay cơ Việt Nam, Mã Minh Cẩm có co lại không? Không co, điểm dành cho Mã Minh Cẩm và điểm match point dành cho Mã Minh Cẩm. Quá bén luôn thưa quý vị. Có lẽ là một trận đấu chịu trận của Sindacorn, anh không làm được gì cả ba set đấu à. Sàn diễn gần như thuộc về Mã Minh Cẩm ở trong trận đấu này. Một hình bị sở trường của tay cờ Mã Minh Cẩm. Vâng, như vậy là chiến thắng chung cuộc 3-0 dành cho anh Cẩm. Một Mã Minh Cẩm thể hiện một đẳng cấp ở tầm world class. Một lối chơi thể hiện rõ trình độ của tay cờ Việt Nam. Anh có thể sánh ngang với Ferric Coron, anh có thể sánh ngang với Semi Seginer bằng cái phong độ này. Mình chỉ nói phong độ này thôi nha.